Xin chào mọi người, thì hôm nay Phương sẽ tổng kết cái số tiền mà từ hôm nay Phương với mấy anh em trong xóm đi hỗ trợ quà cho bà con cái đợt 2. Đợt đầu Phương cũng đã tổng số tiền rồi, thì hôm nay đợt 2 Phương cũng sẽ tiếp tục tổng số tiền mà bà con đã nhận mua quà được. Thì cái đợt này Phương cùng bốn anh em đi với anh tổ trưởng hỗ trợ cho những bà con phòng trọ ngày này là hết 6.700.000 tiền mua quà. Thì 6.700.000 trong đó có 500.000 hỗ trợ riêng cho bà để bà có tiền mua thuốc, bà bị bệnh tai biến đi lại khó khăn. Thì qua đến ngày hôm sau thì Phương cùng mấy anh em trong xóm tiếp tục đi hỗ trợ quà cho bà con trong xóm, tổng cộng ngày hôm đó là 17 hộ và cho ủng hộ cho bé Nhi 10 ký gạo cũng như 200.000. Thì tổng số tiền hàng đó là 5.340.000 đồng. Thì tiếp tục qua ngày hôm sau, Phương thay mặt anh Chí đến thăm gia đình chị Ngọc, hỗ trợ chị Ngọc 500.000 để mình mua thức ăn và ủng hộ cho bác 1.000.000 để bác có tiền mua thuốc vì bác bị bệnh nằm tai biến ngồi một chỗ. Và Phương có chuyển xuống khu cách ly Đức Hòa 5.000.000 dùng để mua dược phẩm cũng như là vitamin C, còn dược phẩm và ủng hộ thêm có một đứa cháu gái đang nằm ở trong khu cách ly Đức Hòa 1.000.000 thì để đứa cháu có chi tiêu trong cái lúc khó khăn. Thì tổng cộng cái ngày hôm đó thì Phương đã thay mặt anh Chí ủng hộ tổng cộng là 7.500.000 trong cái đợt phát thuốc ở khu Đức Huệ, Đức Hòa. Thì qua ngày hôm sau, Phương cùng Nguyên đi hỗ trợ cho bà con ở trong xóm. Lúc trước thì 14 hộ, nhưng mà sau có thêm một hộ của anh Sơn về là tổng cộng 15 hộ. Mỗi hộ được 500.000 để dành mua thực phẩm, những thứ cần thiết. Thì tổng số tiền mà Phương đã nhận được từ anh Chí gửi về là gần 27.000.000. Thì Phương, anh Chí cũng nhờ Phương đi mua đồ để hỗ trợ cho bà con khó khăn. Tổng cộng hai đợt là 48.575.000. Thì cho đến phút giây này em không biết nói gì hơn ngoài lời chúc anh thật nhiều sức khỏe và thay mặt bà con trong xóm cũng như những hộ có hoàn cảnh khó khăn mà đã được anh hỗ trợ. Cảm ơn anh chân thành và gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp mà mong anh luôn được an vui trong cuộc sống. Anh là người luôn có cái tình thương, quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà thấy bà con ở quê nhà gặp khó khăn. Thì em xin một lần nữa cảm ơn anh và cảm ơn anh rất nhiều.